Trân trọng kính chào và rất cảm ơn khán thính giả đến với chương trình bình luận thời sự của Vietcow TV. Hôm nay là chương trình ngày thứ 5, 12 tháng 9 năm 2019. Kính chào nhà báo Vy Quy. Vâng, hân hoan chào tán bộ cùng quý khán giả đài chương trình Vietcow. Kính chào giáo sư Trần Minh. Vâng, thưa anh Viên Quy, thưa khán thính giả. Chúng ta biết rằng là ngày mùng 5 tháng 9 vừa qua, theo tin tức chính thức thì ông Donald Trump hủy bỏ một cái buổi gặp với cái phái đoàn đại diện cho cái tổ chức Taliban mà trước đây gọi là khủng bố ở tại Afghanistan, tới tòa Bạch Ốc và tới DC để mà có một cái buổi gặp gỡ, hai bên có thể ký với nhau một cái thỏa thuận về ngưng bắn và Hoa Kỳ rút quân. Thì chúng ta thấy cái lý do mà tòa Bạch Ốc đưa ra nói ông Donald Trump tức giận hủy bỏ là theo chính thức thì nói rằng là được cái phái đoàn của những cái người Mỹ ở tại bên Afghanistan nói rằng là Taliban đã đặt bom chết, trong đó có một người sĩ lính của Hoa Kỳ, làm cho ông tức giận, nghĩa là hai bên chuẩn bị là ký một cái thỏa thuận thì lại bị chết một người, do đó là một cái lý do chính thức. Nhưng mà chúng ta thấy gần đây mình đọc tin tức và mình tìm hiểu thì cái đó nó chỉ là một cái điều nói bên ngoài, chứ thật sự nó không phải như vậy. Câu chuyện nó dài, chúng ta phải trở lại từ ngày 30 tháng 8 đó. Thì trong một cái phiên họp ở cái văn phòng tình huống của tòa Bạch Ốc, là văn phòng để bàn về chiến tranh và hòa bình, thì ông Donald Trump và một số người thân cận của ông có cái ý định là mời cái phái đoàn Taliban qua DC để mà ký cái thỏa thuận ngừng bắn. Và cái điều đó là ý tưởng của ông Trump. Ông Trump muốn đưa ra cái ý tưởng đó để tạo ra một cái kịch bản và như là phim ảnh, và mời lên để mà tạo ra một cái uy thế cho ông. Và ông nghĩ rằng là làm như thế thì nó tăng cường cái uy thế của ông để tới ngày bầu cử. Bởi vì ông tự hào rằng là trong các cái vị lãnh đạo tổng thống trước đây không ai làm được cái điều đó. Sau 18 năm chiến tranh ở Taliban, ở Afghanistan thì chính ông làm được. Và sau đó rồi thì cái phái đoàn của đại diện cho Hoa Kỳ ở bên Afghanistan là ông đặc sứ của Hoa Kỳ thường xuyên theo dõi cái đó là ông Khalilzad. Ông Khalilzad trình bày cho cái người Mỹ, nước Mỹ biết rằng là đây là một cái sự thỏa thuận mà ông chỉ nói cái phần tốt về phía Mỹ, nghĩa là Mỹ yêu cầu Taliban không được tấn công vào những cái vị trí xung quanh cái cơ sở của Mỹ ở bên nước Afghanistan. Và một cái điều thứ hai là yêu cầu Taliban không được bao che khủng bố để đánh vào Hoa Kỳ, thì cái điều đó là cái điều có lợi cho nước Mỹ. Còn những cái chuyện khác thì là không có. Ông không nói ra những cái điều khác. Và tiếp theo thì ông Donald Trump đề nghị là mời ông Tổng thống Ghani, là Tổng thống hiện giờ của Afghanistan, tới dự. Nhưng mà ông không đích thân mời, mà ông sai cái người thuộc cấp của ông mời. Và khi thuộc cấp mời qua thì hai bên chắc chắn là về phía Taliban, họ không chấp nhận bữa họp nếu có xảy ra có ông Ghani, tổng thống của Afghanistan, bởi vì Taliban xem tổng thống Afghanistan là bù nhìn, không đáng nói chuyện. Và Mỹ thì yêu cầu đòi ông đó có mặt cho nó hợp pháp, giống như Việt Nam Cộng Hòa, cái thỏa thuận về vấn đề là hòa bình ở Paris năm 73 thì phải có ông Thiệu. Thì cái chuyện mà ký bàn ai bàn không biết, nhưng mà cuối cùng ngồi lại, do đó phía bên Taliban không đồng ý. Và phía Taliban nói rằng là chúng tôi muốn công bố cái thỏa thuận đó trước khi chúng tôi tới họp. Mỹ thì nói rằng tới họp thì chúng tôi mới công bố. Do đó hai bên không thỏa thuận. Vì thế cho nên người ta nói rằng vì không thỏa thuận như vậy được, do nên Taliban mới có những cái cuộc tấn công và làm chết một binh sĩ Hoa Kỳ. Và cuối cùng cái bữa họp đó đáng lẽ nó xảy ra ở cái trại David, là cái trại mà cái nơi nghỉ mát của tổng thống Hoa Kỳ, thì cuối cùng nó không giải quyết được. Thì cái đó là câu chuyện nó dài như vậy để thấy rằng nó không phải chỉ tự nhiên mà đánh bom,
hai bên có những cái thương thảo và làm cho ông Donald Trump mất cái cảm hứng đi, thì người ta kết luận rằng là trước sau gì bây giờ không họp thì ông Donald Trump cũng sẽ họp với Taliban một cái nơi nào đó, bởi vì ông Donald Trump có cái nhu cầu để ký với Taliban một cái thỏa thuận hòa bình theo lời hứa của ông năm ra ứng cử 2016, thưa anh Quy Quy. Vâng, thưa, theo những cái tin tức mà bây giờ mới được tiết lộ ra sau khi mà Tổng thống Donald Trump hủy bỏ cái cuộc gặp gỡ bí mật với lại Taliban, thì chúng ta mới thấy rằng là những cái điều mà ông Donald Trump dành cho cái phái đoàn của Taliban có vẻ hơi đặc biệt và trang trọng chứ không phải không. Thứ nhất là gặp gỡ với nhau tại tòa Bạch Ốc, rồi thứ hai nữa sẽ họp bàn với nhau tại cái trại David. Và chúng ta biết rằng cái trại David đây là một cái trại quân đội và cũng là nơi nghỉ mát của Tổng thống Donald Trump. Và ở đặc biệt là ở đây thì có một cái nghĩa trang mà chôn cất tất cả những cái người lính Mỹ đã bị chết, đã bị khủng bố của Taliban giết chết, trong đó có một số những người đó. Cho nên và nhân dịp mùng 11 tháng 9 và 9/11 thì trong cái vụ 9/11 đó biết bao nhiêu người đã chết, và trong đó có một số những cái cựu quân nhân Hoa Kỳ nữa. Thành thử ra khi mà họp ở những chỗ đó thì nó có vẻ nó động chạm tới một cái tình cảm nhiều người, và người ta không hiểu tại sao Tổng thống Donald Trump lại có thể mà chọn David, cái trại David để mà gặp gỡ với lại cái tổ chức Taliban, tức là cái tổ chức mà hiện đang liên kết chặt chẽ với những cái tổ chức khủng bố ở Al-Qaeda mà Hoa Kỳ thì lấy làm đối tượng để mà truy diệt trên thế giới. Tuy nhiên ở đây chúng ta biết rằng là tất cả những cái điều đó như giáo sư Chi vừa mới nói là không phải là để làm tăng cái uy thế cho phái đoàn Taliban hay là trịnh trọng gì với Taliban, mà chỉ nhấn mạnh cái sự có mặt của Taliban. Chúng tôi giải quyết được cái vấn đề như thế này là cái vấn đề mà từ trước đến nay các chính phủ khác không làm được thì chính phủ của Donald Trump làm được, và chúng tôi nhấn mạnh và chúng tôi sẽ gặp gỡ như vậy. Tuy nhiên Taliban thì trong những cái điều mà cả hai bên mà dự trù thỏa thuận với nhau thì có cái việc mà hoãn binh, tức là không có ngừng chiến tranh, không có những cái hoạt động khủng bố hoặc là những chiến tranh ở đất nước Afghanistan nữa. Thì cái sự hiện diện của ông Tổng thống Ghani đó thì cũng là đòi hỏi phải có hòa bình trước khi mà có những cái cuộc gặp gỡ. Thì Taliban đã không có lý chuyện đó và vẫn cứ tiếp tục tấn công, mở các cuộc tấn công kể cả vào những cái đoàn quân của Hoa Kỳ nữa. Vì thế cho nên Tổng thống Donald Trump cũng như là những cái ông cố vấn cao cấp của Tổng thống Donald Trump đã không có đồng ý để cho Tổng thống gặp gỡ với lại cái phái đoàn này. Và cái kết quả là như chúng ta đã biết là một vụ khủng bố và làm cho là một lính Mỹ phải chết, bị chết tại Kabul, thì đã làm cho Tổng thống Donald Trump quyết định cái chuyện này. Tuy nhiên người ta không biết là Tổng thống Donald Trump có còn giữ cái ý định gặp gỡ tiếp tục với lại Taliban hay không, thì chúng ta chưa được biết, chưa thấy là Tổng thống có tiết lộ cái ý định gì cả. Tuy nhiên chúng ta chỉ biết là hiện tại bây giờ cái cuộc gặp gỡ với Taliban thì đối với Tổng thống Donald Trump, ông rất coi như là quan trọng, là bởi vì cái việc này là cái việc như ông thực hiện cái lời hứa của ông khi mà ông tranh cử vào năm 2016. Và bây giờ nếu mà gặp gỡ được, tức là cái lời hứa là cái lời hứa gì? Lời hứa là phải rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan. Và nếu bây giờ không có được cái thỏa thuận với Taliban thì làm sao mà dám rút quân khỏi Afghanistan được, và cái điều đó tức là không có thực hiện được cái lời hứa. Và vì thế cho nên trong cái cuộc tranh cử sắp tới đây thì Donald Trump đã cảm thấy rằng là mình sẽ mất điểm đối với cử tri trong cái vụ này, thưa giáo sư. Cái thứ hai, một cái tin khác là đối với Bắc Triều Tiên hiện tại bây giờ thì như chúng ta đã biết vào cái tháng đầu tháng 8 và cho đến cuối tháng 8 thì tất cả là Bắc Triều Tiên đã phóng tên lửa, phóng hỏa tiễn là tới 7 lần, và hôm mùng 10 tháng 9 vừa qua lại phóng thêm một lần nữa, là tổng cộng tất cả là 8 lần. 8 lần phóng liên tục như vậy trong vòng hơn một tháng trời thì chúng ta thấy rằng là Triều Tiên phải có một cái ý định gì, chứ không phải chỉ làm cái sự mà phản đối với lại cái cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc
trong cái thời gian này mà thôi. Thì thưa quý khán giả, ở đây theo các nhà phân tích thì họ phân tích rằng là phóng liên tục những cái hỏa tiễn như vậy đó thì Triều Tiên đã nhằm đến hai cái mục đích. Mục đích thứ nhất là muốn báo cho Tổng thống Donald Trump biết rằng là tuy chúng tôi có phóng hỏa tiễn liên tục như vậy nhưng chúng tôi vẫn hạn chế ở trong cái làn danh đỏ của Tổng thống Donald Trump, tức là không có phóng những cái phóng tên lửa tầm trung hoặc là tầm dài. Thì thưa quý khán giả, ở đây đó là một cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai nữa là khi mà phóng như vậy mà chúng tôi tôn trọng cái làn danh đỏ như vậy, tức là coi như chúng tôi vẫn là mong muốn để gặp gỡ lại với lại Tổng thống Donald Trump trong một cái kỳ họp thượng đỉnh thứ ba. Thì thưa quý khán giả, trong khi đó thì các nhà phân tích khác còn nêu rõ một cái điểm khác nữa là nếu mà Bắc Triều Tiên khi mà muốn gặp gỡ với Tổng thống Donald Trump và trong cái cuộc gặp gỡ tới thì họ đã ra một cái yêu cầu gần như là một cái điều kiện là Tổng thống Donald Trump hoặc là bên phái đoàn của Hoa Thịnh Đốn thì phải có những cái đề xuất gì mới mẻ chứ không phải như cũ. Để mới mẻ đó, tức là những cái đề xuất nào thì theo như Bắc Triều Tiên cho biết từ trước nay, Bắc Triều Tiên vẫn cứ đòi hỏi là Tổng thống Donald Trump phải dỡ bỏ những cái lệnh cấm vận và cái thứ hai là phải tuyên bố hòa bình, chấm dứt chiến tranh tại bán đảo Triều Tiên. Thì đây là hai cái điều kiện này thì không biết là Tổng thống Donald Trump nghĩ như thế nào, là bởi vì từ trước nay chúng ta biết rằng là tất cả những cái biện pháp cấm vận và trừng phạt đó là một cái biện pháp của Tổng thống Donald Trump để mà mang đi hòa đàm với lại tất cả các những cái lực lượng đối kháng với lại hiện nay với lại Hoa Kỳ hoặc là đối với lại Tổng thống Donald Trump. Và vì thế cho nên người ta thấy rằng là cái cuộc họp này thì không biết là Tổng thống Donald Trump có chịu cái áp lực đó hay không, và chúng tôi nghĩ là không. Và vì thế cho nên cái cuộc họp này vẫn còn làm cái điều mà chúng ta nghĩ rằng là Tổng thống Donald Trump mong muốn nhưng mà vẫn không được thỏa ý, thưa giáo sư. Chúng ta thấy là rõ ràng là Hoa Kỳ thì muốn dùng cái trừng phạt để gọi là cái áp lực tối đa để gọi kêu ông Kim Jong-un tới bàn hội nghị. Bên kia ông Kim Jong-un thì muốn bắn hỏa tiễn để áp lực tối đa để bắt buộc Hoa Kỳ phải dỡ bỏ những cấm vận. Hai cái đó đều là cái đòn phép để hai bên mặc dầu là muốn ngồi lại nhưng mà hai bên phải theo một số những cái điều kiện. Chúng ta thấy cái điều kiện của Bắc Hàn nó rõ ràng chứ không có lý do gì mà bắn 8 cái tên lửa mà trong một tháng vừa qua. Mặc dầu nó không ảnh hưởng tới cái đường dài tới Hoa Kỳ nhưng mà đây là một cái sự dỗ vào những cái uy tín của nước Mỹ, đánh vào uy tín của nước Mỹ cho nước Mỹ thấy rằng là nước Mỹ không có kiểm soát được. Ngoài ra chúng ta thấy qua cái này chúng ta cũng thấy được là vừa qua thì ông Vương Nghị, tức là Bộ trưởng Ngoại giao của Trung Quốc có một chuyến đi đặc biệt đột ngột đi thăm Bắc Hàn sau một chuyến đi thăm của ông Tập Cẩm Bình là Chủ tịch nước. Thì chúng ta thấy là đây có phải chăng là một cái hơi hám mà để cho Bắc Hàn tiếp tay với Trung Quốc để áp lực với Hoa Kỳ về cái cuộc chiến thương mại. Bởi vì cuộc chiến thương mại nó không đơn giản chỉ hai bên về vấn đề cấm vận thương mại mà nó còn nằm ở Bắc Hàn, nó nằm ở Iran, nó nằm ở luôn cả ở bên Syria. Thành ra chúng ta thấy như vậy. Và mới đây thì có một cái tin quý vị biết rồi, ông John Bolton là cái người mà cố vấn chiều hâu đã bị cho nghỉ việc. Thì điều đó cho thấy rằng là cái chính sách của ông Trump thay đổi. Ông Trump là mặc dầu là vẫn muốn giải quyết cứng rắn nhưng mà tùy lúc thì thời ông bắt đầu dịu để ông ký. Thì chúng ta thấy là ở tại Bắc Hàn khi mà nghe ông Biden bị đuổi thì họ rất là thích thú, họ nghĩ rằng cái chính sách mà áp lực tối đa Mỹ được áp dụng tại Bắc Hàn do ông Biden đưa ra cùng với ông Tổng thống Donald Trump thì nó đã thất bại. Thì cái điều đó không biết cái lý luận của họ có đúng không, nhưng mà chúng ta thấy cái tình hình nó thay đổi và chúng tôi đoán rằng là ông Trump bắt buộc phải ngồi lại với Bắc Hàn để mà giải quyết cái vấn đề hòa bình, dầu cái hòa bình đó nó tồi tệ nhưng mà cũng phải giải quyết để đem một cái hành trang đó về bầu cử 2020. Thưa anh Viên Huy, cảm ơn khán giả, chúng tôi trở lại sau giây phút quảng cáo.